Rồi mùng 4 Tết buổi chiều 2 giờ Mộng Thúy lại đi dạo ra ngoài bờ hồ. Và hôm nay trời nắng đẹp lắm, mọi người đổ xô ra đây đi dạo, thật là vui và nhộn nhịp. Đây là hàng cây hạt dẻ. Và chúng ta đi ra bờ hồ để đi về phướng thuyền bên kia. Hy vọng còn chiếc thuyền để chúng ta có thể đi dạo quanh hồ Zurich bằng thuyền. Xung quanh thuyền đều có những nhà chơi nhạc amateur rất là vui. Ông đang đánh bài Danufle. Một dòng sông, một dòng sông. Các bạn có thấy vui không? Một nơi thật là hạnh phúc, ấm áp, hiền hòa. Và phía ngoài kia bờ hồ là những chú hải âu. Hải âu tắm nắng. Xa xa kia là phố cổ. Đó là chú Minh cũng cùng đi theo đi dạo. Thank you.